Rồi. Vâng, chào mừng quý vị các bạn trở lại với channel của mình. Và đây là màu xe thứ 3 trong những chiếc xe Ranger XL mà mình chuẩn bị giao cho khách hàng. Trong những video trước thì chúng ta đã thấy màu đen, đỏ. Và đây có thể nói là một màu phổ thông hơn, nhiều khách hàng sử dụng hơn, nó là màu ghi vàng. Và hiện nay với cái mức khuyến mại đang đâu đó từ 50 đến 60 triệu có tặng kèm phụ kiện thì chỉ với hơn 500 triệu, và để hoàn thiện chiếc xe này lăn bánh trên đường thì chúng ta cần khoảng 600 triệu, thậm chí là chưa đến 600 triệu, và vay trả góp cũng chỉ cần từ 150 triệu. Đấy, chỉ nhìn hơn một chiếc SH một xíu thôi là quý khách hàng có một chiếc xe bán tải của Ford mới, và đặc biệt hơn nó là xe 2019 form 2020. Quá rẻ đúng không ạ? Và cái màu này, màu vàng cát này thì nó rất hợp cho quý khách hàng có nhu cầu mua xe tránh xước đi lại hay hay va quẹt, vì cái màu này rất là thông dụng và rất nhiều khách hàng lựa chọn. Thì mọi chi tiết về báo giá khuyến mại chiếc xe này mình cũng đã giới thiệu qua 2 lần rồi và có khá nhiều video về màu xe rồi. Vậy thì mọi chi tiết về giá bán xe tại thời điểm quý khách hàng có nhu cầu sắm cho mình một chiếc xe phục vụ công việc đi lại thì vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.